Tin vào quảng cáo nhưng nhiều khi người tiêu dùng lại mù mịt thông tin trong bối cảnh ở nước ta chưa có cơ sở kiểm chứng chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm chức năng. Các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ thì tìm mọi cách để có thể bán được một số lượng lớn các sản phẩm. Còn nhiều người tiêu dùng sẵn sàng dốc hầu bao cho các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo như thần dược, bất chấp sự mù mờ về chất lượng của chúng. Hàng loạt quảng cáo về tác dụng thần kỳ khi sử dụng thực phẩm chức năng trên truyền hình vào các khung giờ vàng. Để có 10 giây quảng cáo này, các doanh nghiệp có thể phải bỏ ra từ 50 đến 150 triệu đồng. Nhưng bất chấp sự đắt đỏ, xét về yếu tố tâm lý, những clip quảng cáo thực phẩm chức năng liên tục, đó chính là con đường nhanh nhất để bán sản phẩm tới người tiêu dùng. Các cơ quan bán hàng, kể cả đại lý thực phẩm chức năng, dù là trên giờ vàng hay ngoài giờ vàng, ở trên truyền hình hoặc ở trên báo khác ấy, cũng đều được tính vào cái giá thành của thực phẩm chức năng. Và do đó nó tạo ra cái giá thành mà hiện người dân phải gánh chịu. Tuy nhiên, quảng cáo chỉ là một phần rất nhỏ trong việc đẩy giá thực phẩm chức năng lên cao. Trên thực tế, cơ chế bán hàng và phân phối đa cấp mới là nguyên nhân cốt yếu để thực phẩm chức năng có những cái giá trên trời. Một thực phẩm chức năng bán tại Budapest, Hungary có giá trị tương đương 300.000 đồng. Sau khi về Việt Nam, qua khâu thuế từ 20 đến 30%. Xuống nhà phân phối, đại lý cấp 1, 2, 3. Sản phẩm này đã đội giá lên mức 2 triệu đồng. Như vậy có thể khẳng định, sản phẩm này từ khi sản xuất tới tay người tiêu dùng Việt Nam đã bị đội giá lên ít nhất khoảng 15 lần. Cái giá trị sử dụng của nó, đồng tiền bát gạo không đáng tiền. Vấn đề công tác quản lý nhà nước. Một là thể chế, tức là cái luật về kinh doanh lưu thông các mặt hàng thực phẩm chức năng. Anh chưa có đầy đủ. Thứ hai là bản thân cái hệ thống phân phối thực phẩm chức năng này là không được kiểm soát. Phương thức bán hàng đa cấp bất chính nở rộ ở trong cái giai đoạn mấy năm gần đây. Và một vấn đề nữa là cái dân trí tiêu dùng thực phẩm chức năng kém. Phải không ạ? Rồi một vấn đề nữa là hám lợi trong vấn đề này. Trong khi đó, đa phần thực phẩm chức năng ở Việt Nam đều đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống bán hàng đa cấp. Trước khi đến tay người tiêu dùng, một sản phẩm thực phẩm chức năng sẽ có đầu mối bắt đầu từ trung ương, sau đó đi xuống các tỉnh thông qua các đại lý cấp 1, 2, 3 và tới cấp N để lan tỏa xuống các vùng. Đáng nói, mỗi cấp đại lý lại ăn phần trăm hoa hồng và lợi nhuận cao. Đồng thời, phát sinh thêm phí các hoạt động tổ chức tập huấn, quảng cáo, tuyên truyền, hứa thưởng, tăng cấp bậc. Tôi cho đặc biệt là những người nghèo rất ít tiền mà bị móc túi nhiều. Cái này là nó ở trong cái thuốc chữa bệnh và kể cả thực phẩm chức năng hiện nay đang diễn ra như vậy. Thì các cái bộ công thương, bộ y tế, bộ khoa học công nghệ phải chịu trách nhiệm chính bên này để bàn cái hiến kế để giúp cho nhà nước quản lý tốt thế này. Nghiêm trị những cái kẻ nó làm ăn bất chính. Kinh doanh thực phẩm chức năng đang được ví như một nghề kiếm lời bậc nhất hiện nay. Và lợi nhuận đã và đang làm lu mờ tất cả các giá trị, đầu tiên là đạo đức kinh doanh.